Vừa rồi thì tôi vừa mới giới thiệu với các bạn sơ qua một chút về cái lịch sử của các chương trình làm trong lĩnh vực layout, xuất bản. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu làm quen vào cái giao diện và cách thức làm việc, rồi những cái thao tác cơ bản ban đầu của InDesign. Thực ra thì InDesign có thao tác với nó có dễ hay không? Thì nói thẳng luôn là InDesign rất dễ. Nó không phức tạp, nó cũng không phải làm cái gì nhiều quá giống như là chúng ta làm ở trong Photoshop hoặc chúng ta làm việc ở trong Illustrator hoặc Corel Draw vân vân, những cái chương trình mà chúng ta có thể đã từng tiếp xúc. Tuy nhiên là InDesign thì nó lại khó khăn ở một cái vấn đề khác, đó là cái tư duy làm việc, đó là quy trình làm việc thì nó lại tương đối khác so với lại các cái chương trình mà chúng ta đã từng làm quen. Đấy. Tại vì thứ nhất nó là một mảng hoàn toàn khác, nó là dàn trang xuất bản, tính chất của nó là layout. Thì chúng ta cứ ví von, chúng ta cứ bảo là ví dụ như là ông Út chẳng hạn, giống như ông nông dân đấy, cày ruộng làm ra gạo. Đấy. Ông Illustrator hoặc là ông Corel, ông thì trồng rau, ông thì nuôi lợn. Thế còn thằng InDesign này nó đóng vai trò là ông đầu bếp. Nó sẽ sử dụng tất cả những tài nguyên từ những cái chương trình kia và nó sẽ nấu thành những cái món cụ thể, là một quyển tạp chí, là một tờ báo, là một quyển sách, là một quyển catalog vân vân, từ những cái nguyên liệu mà được các cái chương trình kia cung cấp. Đấy. Nhưng mà thực ra thì nó là một chương trình rất mạnh đấy, chỉ có điều là cái vai trò của nó thì nó làm việc khác. Công cụ nó có nhiều không? Không nhiều, tương đối ít nếu mà so sánh với các cái chương trình mà chúng ta đã xem, chúng ta đã gặp đấy. Nhưng mà nó sẽ phải làm quen với rất là nhiều tư duy mới. Thứ nhất, trước đây chúng ta làm ở trên một cái tài liệu, thường là chỉ một tài liệu đơn lẻ nó thôi. Các cái chương trình khác, ví dụ như là Corel Draw hoặc là Illustrator, thì cũng có được cung cấp cái khả năng là làm việc với tài liệu nhiều trang. Thực ra thì Corel thì nó đã cung cấp từ rất lâu rồi, ít nhất là ở phiên bản Corel 5 thì mà tôi bắt đầu làm việc với Corel, thì Corel nó đã cung cấp cái khả năng là làm việc với tài liệu nhiều trang. Tuy nhiên là tài liệu nhiều trang của nó thì cũng vẫn là một cái dạng tài liệu thô sơ thôi, chứ nó không phải chuyên giống như là cả quyển sách. Và nếu bắt làm tài liệu quá nhiều trang thì nó sẽ trở nên rất là nặng nề và bất tiện. Illustrator thì cũng cực kỳ gần đây, tức là tới tận phiên bản CC thì chúng ta mới bắt đầu thấy xuất hiện là những cái khả năng là làm việc với nhiều trang đấy. Mặc dù là người làm Illustrator thì đã kêu gào rất là nhiều khi mà thấy là Corel có thể làm việc được nhiều trang, nhưng mà mình thì vẫn cứ một trang. Thì CC thì mới gần đây nó bổ sung cái khả năng làm việc với nhiều artwork. Nhưng mà nói cho cùng thì nếu bắt làm việc với độ khoảng 5 trang, 3 trang thì những cái chương trình đó có thể làm việc ok, rất là tốt. Nhưng mà nếu mà độ khoảng 30-40 trang thì chắc là lúc đấy là cả một vấn đề cực kỳ đau đầu luôn, tại vì nó không phải cái chương trình sinh ra để làm những cái dạng tài liệu quá nhiều trang như thế. Thế và tư duy làm việc khác nhau đấy, và quy trình làm việc khác nhau, thì chúng ta sẽ trao đổi. Thực ra mà nói thì học về công cụ, nếu mà chúng ta tập trung, chúng ta giới thiệu hết, chắc là chỉ 2 buổi để chúng ta có thể nói hết được tất cả những cái gì liên quan tới công cụ nói chung đấy, rồi quy cách làm việc chung nhất. Thế nhưng mà cái tư duy làm việc và những cái kinh nghiệm làm việc ở những cái môi trường khác nhau với những ngành nghề khác nhau thì nó lại có những cái thứ rất rất khác biệt, và chúng ta mất rất nhiều thời giờ để chúng ta giới thiệu với nhau về cái vấn đề đó. Thế trước hết là tôi sẽ phải nói với các bạn về cái điều này, đó là trước khi mà các bạn mở một tài liệu thì cần phải thiết lập về môi trường làm việc trước, và cụ thể nhất là thước đo. Tại vì là nếu như lần đầu tiên mà các bạn cài đặt và các bạn mở tài liệu ra thì nó lại đưa cho các bạn một cái đơn vị đo rất là chối, đó là Pica, chứ không phải là những cái đơn vị đo mà chúng ta vẫn quen thuộc như là cm hay là mm, hoặc tệ ra nữa là inch đó. Thì nó lại đưa ra một đơn vị rất rất chối là Pica. Và trước khi mà các bạn làm bất cứ điều gì thì tôi hướng dẫn các bạn là thiết lập cái tham số trước đã, để nó trở thành mặc định, lần sau nó cứ theo thế mà làm.
Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu như sau. Khởi động giao diện của InDesign lên thì nó sẽ ra một cái như thế này. Thế và trước khi làm bất cứ điều gì thì chúng ta sẽ vào menu Edit, vào phần Preference. Cái này thì nếu mà đã từng hướng dẫn ở Photoshop hoặc là Illustrator thì các bạn thấy là nó cũng giống như thế thôi. Hoặc các bạn có thể nhấn gọi lệnh Ctrl K. Sau đó thì các bạn tìm tới cái lệnh Unit Increment này. Và khi hộp thoại mở ra thì lúc đó chúng ta sẽ tìm tới hai trường Horizontal và Vertical nằm ở trường Ruler Unit này. Và chúng ta thiết lập nó về đơn vị đo quen thuộc của chúng ta. Nếu các bạn cài lần đầu tiên mở ra thì chắc chắn nó sẽ để cho các bạn ở cái đơn vị đo là pica, rất là khó hiểu đối với chúng ta. Đấy. Thì sau khi mà các bạn thiết lập xong cái này, nhấp OK. Đấy. Thì từ đây trở đi, chúng ta sẽ có một cái đơn vị mặc định là đơn vị quen thuộc đo mm. Còn nếu mà chúng ta vào trong tài liệu chúng ta mở rồi chúng ta thiết lập lại thước đo thì cái đấy nó cũng vẫn chỉ là cái thiết lập cho cái tài liệu mà chúng ta đang mở thôi. Và sau đó nếu mà các bạn đóng chương trình lại, ngày hôm sau các bạn lại khởi động, các bạn lại làm một tài liệu mới thì lại chắc chắn các bạn lại gặp lại cái đơn vị đo pica rất khó chịu đó. Thế cho nên là trước khi mà làm bất cứ cái gì thì hãy thiết lập lại cái thước đo mặc định cho tôi đã. Đấy. Và làm một lần duy nhất cho tất cả các cái lần làm việc sau này. Thế đấy là thao tác đầu tiên mà chúng ta cần phải làm. Đấy. Sau đó thì mới đến cái vấn đề là làm quen giao diện, làm quen các công cụ và bắt đầu có những khái niệm đầu tiên. Thế thì ở trên này thì các bạn nếu mà nhìn qua giao diện thì chúng ta sẽ thấy tương đối quen thuộc nếu các bạn đã từng làm việc với một chương trình nào đó của Adobe hoặc là Photoshop hoặc là Illustrator. Thì các bạn nhìn qua thì các bạn cũng thấy là bố trí giao diện của nó cũng rất giống với lại Adobe Photoshop hoặc là Adobe Illustrator. Phía trên là thanh menu, phía ngoài này thì có một cái danh sách để mà chúng ta có thể chọn một cái môi trường làm việc phù hợp với lại một cái tiêu chí cụ thể nào đó, một cái công việc cụ thể nào đó. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là nó có chế độ Advanced, Book, Digital, Publishing, Essential, Interactive for PDF, Printing and Proofing, Typography. Như thế thì thực ra thì cái môi trường InDesign này nếu mà biết khai thác thì cũng có thể làm được tương đối nhiều việc khác nhau. Tuy nhiên mục tiêu lớn nhất, chính xác nhất của nó là tạo ra những cái ấn phẩm mà có thể in ra, đóng thành quyển, cầm trên tay và đọc được. Đấy. Ngoài ra thì cũng có thể làm những dạng EPUB, tài liệu dạng sách điện tử, đúng không? Hoặc là những cái dạng tài liệu PDF để chuyển cho nhau. Đấy. Rồi vẫn có thể làm được gì đây nhỉ? Typography, làm những cái tác phẩm mà chuyên làm việc với chữ thôi. Tuy nhiên là những cái thứ này thì có thực sự mạnh hơn khi mà làm việc với lại cái môi trường Photoshop hoặc là Illustrator hay không thì chắc là không bằng rồi. Thế còn tiếp theo nữa thì chúng ta có cái thanh Option, nơi hỗ trợ về thiết lập chung trong môi trường làm việc cũng như là hỗ trợ trong từng cái công cụ cụ thể hoặc là chọn đối tượng cụ thể. Thì nó cũng có những cái biến đổi làm sao cho phù hợp với lại thao tác mà chúng ta đang làm. Thì cái này thì cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Hộp công cụ cũng nằm ở phía bên trái. Nó cũng có cho phép chúng ta là thu lại dạng một cột hoặc là xếp thành dạng hai cột thế này. Tuy nhiên nếu mà so sánh cái số lượng công cụ ở trong hộp công cụ của InDesign thì chúng ta thấy rõ ràng là cái hộp công cụ này chứa ít công cụ hơn rất là nhiều so với lại Photoshop hoặc là Illustrator. Về công cụ thì nhìn lướt qua, về mặt biểu tượng thì chúng ta thấy rằng là nó cũng tương đối giống các cái công cụ mà chúng ta đã tiếp xúc qua ở Photoshop hoặc là Illustrator. Ví dụ như là chúng ta thấy có công cụ Selection này, rồi công cụ Direct Selection, mũi tên đen và trắng này có vẻ rất giống như là Illustrator này. Hộp màu thì nó cũng phân ra là Fill và Stroke giống như là Illustrator. Đó, cũng có công cụ text, cũng có công cụ pen, cũng có công cụ bút chì, pencil, vân vân. Cũng có công cụ lấy mẫu màu, cũng zoom, cũng hand. Thì một vài cái đó thì nhìn lướt qua thì nó tương đối là giống. Và thực ra thì những công cụ này đã giới thiệu ở chương trình
Photoshop hoặc Illustrator rồi thì các bạn cứ bể nguyên si cái kiến thức đó sang đây là xong, không cần phải nói lại thêm bất cứ một cái câu nào, nó hoàn toàn giống nhau. Đấy là cái lợi thế cực lớn của nó, chỉ cần các bạn biết một chương trình của Adobe rồi thì tiệm cận với chương trình thứ hai vô cùng dễ, tại vì nó có tính giao thoa và kế thừa nhau rất là tốt. Đấy, ở những cái công cụ mà có tính giống nhau. Thế còn hệ panel ở bên này thì các bạn cũng thấy là nó cũng có một hệ panel nằm ở cái docker phía bên phải, cũng có thể mở ra đóng vào đại loại giống như là những cái hệ thống panel mà chúng ta đã làm quen ở trong các chương trình kia. Thế thì về giao diện thì nó đơn giản vậy thôi. Chúng ta giới thiệu một chút là chúng ta có thể nắm được cái cách trình bày của nó. Thế thì bây giờ thì chúng ta bắt đầu sẽ giới thiệu vào các công việc cụ thể hơn, đó là tạo ra một tài liệu ở trong InDesign như thế nào. Thế để tạo một tài liệu ở trong InDesign thì chúng ta sẽ vào menu file. Trong menu file này thì chúng ta chọn New nếu như chúng ta tải tài liệu mới, còn nếu mở thì chúng ta chọn Open ở bên dưới này. Đấy, Open thì nhấn Ctrl O luôn, còn New thì chúng ta sẽ có những cái lựa chọn. Ở đây nó không phải là New giống như là Photoshop hay Illustrator, hầu như là chúng ta chỉ New Document luôn, mà ở đây nó cho chúng ta đến 3 lựa chọn. Đó, Document, phím tắt là Ctrl N rất quen thuộc. Thế còn ở dưới nữa thì chúng ta còn có những tùy chọn là Book hoặc là Library. Thì Document là một cái dạng tài liệu nói chung. Đấy, làm cái gì thì kích thước bao nhiêu là do chúng ta sẽ lựa chọn và chúng ta sẽ thiết lập về sau này một chút. Thế còn Book là để chúng ta làm chuyên về sách. Đấy, Library thì chúng ta tạo ra những cái dạng tài liệu dạng thư viện. Tuy nhiên là cái dạng tài liệu mà chúng ta làm nhiều nhất và phổ thông đấy chính là Document. Và bây giờ chúng ta sẽ nhấn Ctrl L để chúng ta tạo ra cái tài liệu mới. Lúc này thì InDesign mở ra một cái hộp thoại cho phép chúng ta thiết lập những cái tham số quy chuẩn của cái tài liệu mà chúng ta sẽ làm. Đầu tiên là phần Document Preset thì nó sẽ đưa ra cho chúng ta những cái khuôn mẫu quy chuẩn theo chuẩn quốc tế luôn. Và các bạn muốn làm cái gì thì các bạn sổ danh sách ra và các bạn chọn một cái preset nhỏ nó nằm ở trong cái thư viện mẫu này. Bằng cách sổ danh sách ra thì chúng ta sẽ chọn là cái dạng default hay là custom. Thế còn ở đây cái phần intent này thì nó liệt kê cho chúng ta là chúng ta có thể làm những cái gì với lại cái môi trường InDesign này. Thì chúng ta sẽ thấy là có thể làm print này, có thể làm liên quan tới web này và liên quan tới mobile. Đấy. Ví dụ như print thì các dạng tài liệu mà để in ra rất là cụ thể như là báo, sách, tạp chí, catalog, kể cả những cái nói tóm lại cứ cái gì mà đã in là chúng ta có thể làm ở trong này, đúng không? Web thì có thể là xuất bản ra những cái tài liệu dạng PDF để chia sẻ ở trên website, còn mobile thì đấy là những cái dạng EPUB tài liệu. Đó. Thế thì các bạn sẽ chọn một trong những cái này và khi chọn thì nó sẽ đưa ra những cái môi trường làm việc, những cái thiết lập kỹ thuật cho phù hợp với lại cái mục tiêu mà chúng ta đang chọn. Thế còn tiếp theo nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy ở phía dưới này chúng ta có một cái trường là number a page. Thì đây là một cái tài liệu mà có thể tạo ra rất là nhiều trang. Thế nhưng mà do chúng ta chưa biết trước được là tài liệu chúng ta sẽ làm là bao nhiêu trang nên nó có thể mặc định là một trang đã. Các bạn có thể ok luôn, tạo ra một tài liệu một trang rồi sau đó vào làm tiếp, cần đến bao nhiêu trang thì chúng ta sẽ chèn thêm. Hoặc nếu trong một vài trường hợp mà các bạn đã biết chắc chắn là cái tài liệu này nó sẽ dài bao nhiêu trang, chúng ta phải gõ chính xác luôn. Ví dụ như là chúng ta làm một tờ báo, ví dụ như là chúng ta làm một quyển tạp chí thì chúng ta thường là sẽ gõ ngay lập tức vào đấy là nó là bao nhiêu trang. Tại vì ở chúng ta khi mà ra một cái ấn phẩm dạng như thế thì bao giờ cũng thường phải đăng ký với lại cái cơ quan quản lý. Và tôi muốn ra một cái tạp chí bao nhiêu trang đó, tôi muốn ra một tờ báo bao nhiêu trang đó và phải đăng ký và luôn luôn phải tuân thủ theo cái đó. Các bạn đã đăng ký 100 trang thì bạn không được phép in ra 101 trang. Hoặc kể cả bây giờ bạn đăng ký 100 trang thì bạn cũng không được in ra 99 trang, mà 100 là 100, kiểu gì bạn cũng phải làm đúng như thế. Thế cho nên là cái con số đó thì tùy từng trường hợp các bạn có thể biết ngay, hoặc là các bạn làm đến đâu các bạn thêm đến đó.
Thế còn về mặt lý thuyết thì InDesign nó tuyên bố là có thể hỗ trợ các bạn làm tới một cái dạng tài liệu dày tới 9.999 trang. Tôi không hình dung nổi là một cái ấn phẩm nó dày như thế, nếu mà nó rơi vào người thì chắc là người dẹp lép luôn. Rất 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 nhiều, tức là nó tuyên bố như thế là nó hỗ trợ làm việc gần như là vô tận luôn đấy. Thế còn trường ở bên dưới đó thì là Start Page, thì nó cũng để sẵn cho chúng ta là ở số 1. Cái Start Page này là cái gì? Start Page này chính là cái chỗ mà nó sẽ xuất hiện cái số trang. Tài liệu nhiều trang thì bao giờ cũng phải có số trang thì chúng ta mới biết, chúng ta mới tìm được là chúng ta đọc đến đâu đấy, hoặc là cái mục nào nằm ở trang số mấy. Thế thì cái phần Start Page này chính là để quy định rằng là bắt đầu đánh số trang tại cái trang số mấy. Về mặt vật lý nhé, ở trong cái tài liệu mà chúng ta làm này. Thế còn ở đây có hai cái trường rất là quan trọng đấy, đó là trường Facing Page, cái checkbox là Facing Page và Primary Text Frame. Thì trong đó cái phần Facing Page thì nó được tích sẵn rồi, tức là chọn mặc nhiên, tôi vào là tôi đã thấy nó chọn rồi. Thế còn cái phần Primary Text Frame thì đấy là tùy biến, có thể là có thể không, tùy theo cái người thiết kế. Thế thì lý giải tại sao mà chúng ta lại có cái Facing Page nó đánh dấu sẵn, thì vì ngay ban đầu ta nói là tôi làm việc với dạng tài liệu nhiều trang, và rất quan trọng ở đây là nội dung có thể in hai mặt. Đấy. Word thì các bạn biết là nó chỉ in một mặt thôi, về mặt nguyên tắc là nó chỉ in một mặt. Còn nếu mà in hai mặt là do các cái phần mềm can thiệp thêm máy in để quyết định là cho nó lật mặt hay không lật mặt khi in thôi. Chứ còn bản chất của nó thì là cái tài liệu in một mặt. Thế còn cái thằng này là chất của nó là tài liệu hỗ trợ in hai mặt, cho nên là cái phần Facing Page này là mặc nhiên là nó được đánh dấu sẵn rồi, trừ khi tôi lại muốn quay sang trình bày theo dạng gọi là một mặt như kiểu Word thì tôi mới bỏ đi thôi. Thế còn phần Primary Text Frame thì nó lại không đánh dấu sẵn, tại vì là các dạng ấn phẩm mà chúng ta làm thì nó rất khác nhau về quy cách trình bày và cái kỹ thuật trình bày. Do đó thì cái phần này trừ khi nào các bạn làm một cái dạng tài liệu phù hợp thì các bạn ấy đánh dấu chọn, còn nếu không thì chúng ta sẽ không chọn cái này. Ví dụ khi mà chọn là để làm gì? Các bạn làm một cuốn sách, sách thì nó có tính chất rất khác với tạp chí hoặc báo. Các bạn có biết nó khác ở đâu không ạ? Một quyển sách với một quyển tạp chí nó khác nhau ở chỗ nào, hay là khác với một tờ báo thế nào? Theo cái biết của các bạn thì các bạn cho rằng nó khác ở đâu? Ở đâu nhỉ? Nó giống nhau cái gì và nó khác nhau cái gì ạ? Ok, cùng hai mặt, cùng nhiều trang, đấy là cái điểm giống nhau. Thế nó khác nhau cái gì? Ở kích thước thì là cái rất dễ nhìn rồi, sách thì thường nó bé hơn quyển tạp chí và bé hơn báo. Ok, chuyện đó thì chúng ta có thể thấy rồi. Số trang của một quyển sách thì thường nó cũng nhiều hơn là số trang một quyển tạp chí và một tờ báo, cái đấy cũng dễ rồi, nhưng đấy không phải là nguyên nhân chính. Có thể còn liệt kê được cái gì nữa không? Tạp chí nhiều ảnh hơn. Tạp chí nhiều ảnh hơn. Sách cũng có thể, nếu là sách ảnh thì nó có thể là ảnh từ đầu đến cuối vẫn được. Đấy vẫn chưa phải là cái chính. Các bạn có biết cái điểm khác biệt lớn nhất của nó là cái gì không? Chất liệu in á? Không, chất liệu thì nó cái thuộc cái đấy, việc đó nó thuộc về nhà in rồi, nó không thuộc về cái vai trò thiết kế của chúng ta. Chúng ta đang nói về cái quá trình thiết kế. Dây mỏng không phải là vấn đề. Một thứ rất rất là bản chất nó dẫn tới là chọn hay không chọn cái này. Sao nhỉ? Không nhìn thấy được cái sự khác biệt giữa một quyển sách và một cái tờ báo và một cái quyển tạp chí ạ? Quyển sách nhiều chữ. Chữ thì thực ra những cái dạng đó thì đều nhiều như nhau cả rồi. Thực ra đều rất nhiều.
báo cũng nhiều, tạp chí cũng nhiều, và sách thì càng nhiều, nhưng mà thằng nào cũng thuộc dạng nhiều cả, không thằng nào ít chữ. Thế theo các bạn nó còn khác nhau cái điểm gì nữa không giữa một quyển sách và một một quyển tạp chí hoặc một tờ báo? À rồi, đấy là bắt đầu đã thấy một một sự khác nhau về mặt hình thức rồi. Báo và tạp chí thì nó trình bày theo kiểu nhiều cột, sách thì thường là một cột thôi. Tất nhiên cũng có những trường hợp đặc biệt là người ta cũng trình bày là có nhiều hơn một cột ở trong sách, nhưng mà thông thường thì sách là thường một cột thôi. Nhưng mà đấy vẫn chưa phải là cái sống chết nhất. Một cột hay nhiều cột đúng là bắt đầu có một cái sự khác nhau tương đối bản chất rồi, nhưng mà sâu xa hơn nữa cơ. Đấy là lý do nó mới dẫn đến cái vấn đề là có dùng hay là không dùng primary text frame. Nhiều nội dung ở bên trong. Cái gì nhiều nội dung ạ? Bài viết. Của cái gì? Nhiều bài viết nhỏ, còn sách thì thường ít hơn. Ok. Đấy, đấy mới là cái vấn đề quan trọng nhất đấy. Một tờ báo nó có rất nhiều bài viết khác nhau. Đấy, có rất nhiều bài viết khác nhau. Và một quyển tạp chí nó cũng tương tự như vậy. Và nó lại còn có một cái vấn đề rất khác biệt. Đó là trong một tờ báo thì các bạn thấy là nó chỉ tập trung giới thiệu cực nhiều thứ ở trong cái trang 1. Nhưng mà nó có giới thiệu hết bài không? Không giới thiệu hết bài. Nó chỉ giới thiệu một đoạn thôi. Sau đó thì bắt đầu nó ghi thêm chú thêm là xem tiếp ở trang mấy, xem tiếp ở trang mấy. Tạp chí thì nó không chia vụn đến mức độ như thế, nhưng mà tạp chí nó cũng rất nhiều nội dung khác nhau cùng ở trong một quyển. Đấy. Và nó cũng không phải lúc nào nó cũng hoàn hảo, là các bài viết nó cũng đều chứa hết một trang hoặc hai trang hoặc ba trang, mà đôi khi nó cũng lơ lơ lửng lửng, và nó cũng cắt những cái phần thừa thiệu ở đâu đó, nó dồn hết vào một trang hai trang gì đó và xem tiếp ở những cái phần đó. Sách thì không bao giờ có chuyện cắt như thế cả. Sách bài nào là xong bài đấy. Đấy, kể cả là một quyển sách xuyên suốt từ đầu đến cuối, hay là một quyển sách gồm có nhiều bài viết của nhiều tác giả, thì bài nào là xong bài đấy, chương nào là xong chương đấy. Có nghĩa là cái cách trình bày của sách nó là một thứ rốt ráo từ đầu đến cuối xuyên suốt, và cái nào là hoàn thành xong cái đấy, không có chuyện cắt đi để mà xem tiếp trang ấy, xem tiếp trang ấy là không có. Đấy mới là cái sự khác biệt về mặt bản chất. Thế cho nên là cái phần primary text frame này là một cái dạng hộp chữ tự động, mà khi chúng ta đổ chữ vào là nó sẽ tự động nó dàn cho đến hết chữ thì thôi. Một quyển sách thì tuần tự như tiến từ đầu trang 1 cho đến trang cuối, nội dung bao nhiêu là nó từ từ chúng ta sẽ đọc hết theo cái mạch đó, không bị ngắt ra, không bị cắt ra. Thì chỉ có cái tính chất sách nó có cái sự xuyên suốt như thế thì mới dùng được cái này thôi. Còn trong tạp chí, do cái tính chất cắt bài ra xem tiếp ở đâu đó, báo cũng thế, càng vụn hơn, tức là xem tiếp ở đâu đó, thì chúng ta không thể nào mà để cái thằng primary text frame này được. Đấy. Tại vì như thế là khi nó đổ hết text vào thì chúng ta không thể nào mà tìm được là cắt đến đâu là vừa. Thì đây mới là cái vấn đề bản chất nhất. Vừa nãy thấy anh nêu ra là chia cột thì đã, đấy là cái khác nhau về mặt hình thức. Thế nhưng mà khi mà Chiến nêu ra cái vấn đề gọi là cái sự xuyên suốt và cắt nhỏ, thì đấy mới là cái bản chất vấn đề tại sao mà cái hộp chọn này primary text frame thì lại phải tùy thuộc vào cái nội dung chúng ta làm, chúng ta tích chọn hay không tích chọn. Một chút nữa tôi sẽ trình bày cho các bạn xem là cái sự khác biệt nó như thế nào. Thế thì bây giờ ở phần này thì chúng ta sẽ chọn cái phần facing page, đồng thời là hoặc là chọn để nguyên một trang, hoặc là nếu biết trước được cụ thể là cái tạp chí hoặc cái tờ báo này bao nhiêu trang, chúng ta có thể gõ trực tiếp vào luôn. Thế còn sau khi mà chúng ta thiết lập mà một vài tham số ở trên phần này thì chúng ta sẽ xuống chi tiết hơn một chút. Thì phần page size này thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái lựa chọn về cái khổ giấy. Đây là cái khổ gọi là thành phẩm. Nếu mà chúng ta in ra mà xén xong thì nó sẽ có những cái khổ chuẩn như thế này. Và chúng ta sẽ có ở đây là những cái mẫu như là letter này, rồi thì A4, A3, A5, rồi Compact Disc, US Business Card, v.v. Thì nó sẽ có một số các cái preset cho sẵn như thế này. Chúng ta làm thiết kế trên cái khuôn khổ cái tài liệu yêu cầu như thế nào thì chúng ta sẽ chọn như thế. Thế còn sau khi mà chọn thì ở phía dưới này nó sẽ công bố cho chúng ta rất là rõ ràng
cái dạng tài liệu đó thì khuôn khổ chiều rộng chiều cao nó là như thế nào, và ngoài cái khuôn khổ ra thì nó còn cho chúng ta thiết lập các cái giá trị về chiều. Thì ở đây có hai chiều thôi, chiều đứng và chiều ngang, và nó đặt mặc định cho chúng ta là chiều đứng, tại vì thực ra thì cả ấn phẩm thì khổ chữ nhật đứng nhiều hơn. Khổ chữ nhật nằm không phải không có, nhưng mà đấy là những cái trường hợp tương đối đặc biệt, và khi nào mà chúng ta gặp phải cái trường hợp đặc biệt thì chúng ta chọn, còn bao giờ nó cũng đặt sẵn cho chúng ta ở những cái chế độ mà nó gần như là thường xuyên được sử dụng thì nó đặt sẵn cho chúng ta là cái chiều đứng. Thế còn nếu như mà cái khổ của thành phẩm của chúng ta mà nó không nằm ở trong cái danh sách mà sổ ra thì các bạn bôi đen ở hai cái chiều dưới này, đúng không, nhập cho tôi trực tiếp cái tham số là bao nhiêu vào đấy, mà lúc này thì nó sẽ có cái lựa chọn nó hiện ra ở đây, thì nó sẽ là custom chứ không phải là một trong những cái tên ở trong cái list cho sẵn này nữa. Thế tiếp tục nữa thì sau khi mà thiết lập xong khổ thì mới bắt đầu can thiệp tiếp vào cái mục ở bên trong là tài liệu này được trình bày như thế nào. Thì nó cung cấp cho chúng ta một cái trường, đó là trường column. Thì ở đây mặc định nó để sẵn cho chúng ta là một cột đấy. Nếu như mà chúng ta có ý đồ là làm nhiều cột hơn thì chúng ta sẽ gõ một cái tham số mới hoặc nhấn vào cái mũi tên này để chúng ta thêm cột vào. Bên cạnh cái number column này thì nó có thêm một cái trường nữa gọi là trường gutter. Gutter này thì chúng ta dịch nôm na nó là cái khoảng trống, cái khoảng không gian giữa các cột với nhau đấy. Và hiện tại thì InDesign để sẵn cho chúng ta ở cái tham số là 4,233 mm. Nếu như mà các bạn muốn thiết lập một con số khác thì các bạn sẽ hiệu chỉnh nó. Còn nếu như mà các bạn làm một cột thì sẽ không có khái niệm này nhé. Một cột thì gutter này không tồn tại, tại vì là một cột thì không có khoảng cách giữa nó với cột thứ hai. Đấy, từ hai cột trở lên thì mới bắt đầu có cái khái niệm này. Thì lúc ấy chúng ta mới cần phải chỉnh. Và thực ra thì cái gutter này cũng là một cái cũng rất là quan trọng. Đấy các bạn, nếu mà các bạn để ý một chút, các bạn xem, các bạn so sánh nhiều các cái tài liệu, những quyển tạp chí hay là những cái tài liệu nào đó nhiều trang, các bạn có thể thấy rằng là có những quyển cầm lên một cái là lập tức là muốn đọc ngay, muốn xem ngay, tại vì nó trình bày rất là đẹp, rất là thông thoáng, rất là dễ nhìn. Nhưng cũng có những quyển thì nhìn cái là muốn liệng nó đi, tại vì là cái cách trình bày nó chật chội rối rắm. Thì nó phụ thuộc rất nhiều vào hai khái niệm là cái gutter mà chúng ta đang đề cập đây, và tí tẹo nữa chúng ta đề cập tiếp tới cái là margin. Thì những cái khoảng trống giữa các cái thành phần, giữa các cột vân vân, đấy là những yếu tố cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta thiết kế một cái tài liệu ấn phẩm nhiều trang. Và cái khoảng trống đó được vận dụng mà tốt thì nó sẽ làm cho chúng ta có được một cái ấn phẩm dễ nhìn, dễ đọc, dễ xem và người ta muốn đọc. Thế còn nếu mà chúng ta xử lý không tốt, xử lý cái không gian giữa các cái đối tượng vào không tốt thì lập tức nó sẽ làm tức mắt, nó sẽ rất rất khó chịu, nó giống như là một cái thứ mà nhồi nhét thông tin vào ấy, thì nó sẽ rất khó chịu cho người xem. Thế còn mà khái niệm tiếp theo nữa thì chúng ta có một cái gọi là margin. Margin thì nó là cái chúng ta có thể giải thích nó theo hai cách. Một là chừa lề và hai nó gọi là bát chữ. Ok, vậy thì chừa lề là cái gì và bát chữ là cái gì? Thì bây giờ chúng ta có thể cầm xem thử một cái quyển sách hoặc một cái tạp chí. Chúng ta làm việc ở trong một cái môi trường như Photoshop chẳng hạn, hoặc là Illustrator, thì chúng ta lại không để ý nhiều tới khái niệm này. Tại vì thường là chúng ta làm việc là làm việc tràn lề, tràn khổ. Có nghĩa là ví dụ như tôi mở một cái ảnh ra thì ảnh, những cái pixel ảnh là nó sẽ nằm kín hết cả trong cái khuôn khổ đó rồi, trừ phi chúng ta làm một cái ảnh xong chúng ta lại còn làm cái bo nữa, đúng không? Thế còn Illustrator thì tôi làm thiết kế, tôi ra một cái khổ A4 hay A3 hay cái gì đó thì các thành phần thiết kế tôi có thể đặt bất cứ đâu, tôi không cần quan tâm tràn ra lề hoặc là có thể còn bị cắt nữa. Ở trong cái trường hợp mà chúng ta sử dụng các cái kỹ thuật như là Clipping Mask chẳng hạn đấy, vân vân, thì thực ra là có những yếu tố mà rõ ràng chúng ta đưa nó chồm cả ra ngoài. Thế nhưng mà sách hoặc là tạp chí hoặc báo thì nó khác. Đấy, nó sẽ có những cái thành phần luôn luôn nằm ở trong quy củ, không bao giờ vừa ra ngoài.
Đây, chúng ta mở thử một cái quyển ra. Có bao giờ chúng ta thấy là chữ nó sát ra ngoài lề không? Không đúng không? Có bao giờ thấy chữ nó sát lên trên đỉnh trang không? Không. Bên trong cũng thế và bên dưới cũng thế. Nó luôn luôn nằm ở một cái quãng nào đó, nó sẽ cách lề ra đủ để cho chúng ta có thể xem, để cho chúng ta có thể đọc được. Thì cái khái niệm mà chúng ta gọi nó là margin, tôi có thể gọi nó là chừa lề cũng được. Chừa lề có nghĩa là gì? Ở phía trên ông chừa lại bao nhiêu phần trống, trái bao nhiêu, phải bao nhiêu, dưới bao nhiêu, thì đấy gọi là chừa lề. Thế còn bên trong đó thì bắt đầu mới trình bày, thì đấy chúng ta gọi là khái niệm chừa lề. Nếu như chúng ta giải thích thì margin, hoặc ngược lại thì chúng ta gọi cái này là một cái khái niệm khác theo một cách khác, tức là chúng ta lại nói về phần bên trong, hay là chúng ta gọi là bát chữ. Bát là cái để đựng một cái gì đó, nhưng mà trong trường hợp này là đựng chữ. Và các bạn sẽ thấy là có một cái điểm cực kỳ đặc biệt trong trình bày, thì hình minh họa hoặc là ảnh các bạn có thể trồm ra khỏi cái khuôn khổ đó, nhưng tuyệt đối chữ bao giờ cũng sẽ chỉ nằm ở trong cái đoạn mà chúng ta đã quy định nhau thôi, bất kể là chữ to chữ nhỏ gì thì thường là nó sẽ nằm ở trong cái khuôn khổ mà chúng ta đã quy định đó. Thì phần này có thể gọi theo hai cách. Đấy, gọi là chừa lề cũng đúng mà gọi là bát chữ cũng đúng. Và cái này nó cũng sẽ quyết định là cái tài liệu của chúng ta trông nó như thế nào, nó có dễ đọc hay không, nó có thoáng đãng hay không, thì sẽ do cái cách mà chúng ta chừa lề nhiều hay ít, cộng thêm với lại nếu mà trình bày nhiều cột thì cái gutter cũng là cái mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc, là khoảng cách giữa các cột bao nhiêu là hợp lý. Thế thì ở đây các bạn nhìn thấy là ở trong phần margin này nó có 4 trường: top, bottom, inside và outside. Top là cái khoảng chừa lề phía trên đỉnh trang, bottom là khoảng chừa lề dưới chân trang. Thế còn outside là khoảng chừa lề phía ngoài của trang, có thể là nằm bên trái hoặc nằm bên phải, tùy theo cái trang của chúng ta là trang bên phải hay trang bên trái, đúng không? Thế còn inside là cái phần mà hai trang nó chạm vào nhau, nếu chúng ta là trang đôi, và đấy là cái phần ở bên trong. Đó. Và đấy là cái chiều chừa còn lại. Thế thì mặc định hiện tại bây giờ nó đang để sẵn cho chúng ta ở cái chế độ là 12,7mm cho mỗi chiều. Và giữa các cái trường này thì các bạn nhìn thấy có một cái khóa hiện đang khóa chặt vào đây, có nghĩa là các trường này tương thích với nhau và luôn luôn bằng nhau. Chỉ cần tôi thay đổi một cái tham số nào đó thì các cái trường còn lại sẽ mặc nhiên là thay đổi theo đúng tham số mà chúng ta đang làm, và như vậy là nó sẽ đỡ công phải chỉnh. Còn nếu như các bạn muốn tùy biến thì các bạn phải làm cái thao tác là mở cái khóa này ra, bấm vào cái khóa cho tới khi nào thấy biểu tượng mở, và lúc này các bạn có thể gia giảm tham số cho trên nhiều hơn hay dưới nhiều hơn hay phải nhiều hơn hay trái nhiều hơn, thì các không phải dùng từ trái phải không đúng, mà là ngoài nhiều hơn hay trong nhiều hơn. Đấy, nếu mà trang đơn thì chúng ta mới có khái niệm trái phải, thế còn trang đôi thì chúng ta chỉ có khái niệm là trong hay ngoài thôi. Đấy. Và như thế là chúng ta sẽ thiết lập được những cái tham số cho cái trang của chúng ta. Thực ra thì đây nó sẽ gọi là cái master. Cái này sau này chúng ta sẽ liên quan tới một khái niệm gọi là master page, hay là cái định dạng mẫu của trang, khuôn mẫu của trang. Thế và ở các phiên bản gần đây nhất thì các bạn sẽ thấy có thêm một cái trường gọi là trường preview. Cái này nó không, không phải trường mà là checkbox preview. Và nếu như mà chúng ta bấm vào preview thì chúng ta chờ một tí, chúng ta sẽ thấy là nó mở sẵn ra cái trang để cho chúng ta xem trước, xem là chúng ta thiết lập như thế này là trông nó ra làm sao. Đấy, ví dụ bây giờ tôi muốn top là 30 cơ, đúng không? Thì tôi điền vào đây 30 và tắt bật cái preview một tí để xem là 30 nó trông như thế nào. Ở các phiên bản cũ thì nó không có tính năng này. Đấy, tức là mọi thứ đều mò. Dùng cái kinh nghiệm của mình để xem là thiết lập bao nhiêu là vừa. Nhưng mà đến phiên bản CC này thì bắt đầu nó hỗ trợ một cách tốt hơn, là nó cho phép chúng ta xem trước, xem là nếu tôi thiết lập chừa lề nhiều hay ít thì trông nó sẽ như thế nào ở trên cái trang làm việc. Đấy, ở đây là một tính năng mà tôi đánh giá rất là cao. Nó thay vì cái việc gọi là phải tưởng tượng mò ở trong đầu, thì nó sẽ giúp chúng ta hình dung tốt hơn về cái tài liệu mà sẽ làm. Tất nhiên là người làm kinh nghiệm thì người ta không cần cái này. Đấy, nhưng mà cái này thì đặc biệt là cần thiết cho những người mới tiếp cận với lại cái chương trình, để cho người ta hình dung được về cái tài liệu sẽ tạo ra. Thế và đến đây thì chúng ta có thể là
Ok, được rồi. Thực ra thì nó còn có một cái trường Blitz và Slope này. Thì thực ra thì cái này thì nó liên quan tới những cái vấn đề mà dính dáng tới cái máy in, những cái dạng kiểu máy in để bàn đấy. Nếu mà in công nghiệp thì các bạn không cần phải quan tâm đến cái thứ này làm cái gì, tại vì là cái khổ máy in công nghiệp nó rất là lớn và nó in gần như là tràn khổ thiết kế của chúng ta. Tuy nhiên là cái máy in để bàn thì nó có một vài cái hạn chế, không phải cái máy nào nó cũng có thể in tràn hết khổ, đúng không? Tôi có thể cắm một tờ giấy A4 vào, nhưng nếu như có một cái thành phần thiết kế nào đó mà nó nằm sát ra lề của cái trang thiết kế A4 của tôi thì có những cái máy in là nó vẫn bị không in hết được. Thì cái phần này nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái vấn đề là chúng ta nối cái máy tính của chúng ta cái máy in nào, và máy in đó nó có hỗ trợ gọi là in tràn hết khổ hay không. Cho nên tạm thời chúng ta không cần nói về cái phần bleed và slope này, đến chỉ cần thiết lập tới margin này là các bạn có quyền nhấn OK để các bạn tạo ra cái trang tài liệu đầu tiên của mình rồi. Thế thì sau khi mà chúng ta nhấn OK thì tài liệu được mở ra như thế này, và các bạn bắt đầu nhìn thấy cái trang giấy đầu tiên và duy nhất trong tài liệu mà chúng ta vừa thiết lập. Và đây là một trang trắng, chưa có nội dung gì trong này cả. Thế bây giờ chúng ta làm được cái gì với cái trang này? Cũng có thể bắt đầu đưa tài liệu vào rồi, đưa tài nguyên vào rồi, nhưng mà hãy nhớ là cái mục tiêu của chúng ta là làm tài liệu nhiều trang. Do đó thì chúng ta phải nắm được cái quy trình, phải nắm được cái cách làm chủ cái tài liệu nhiều trang này đã. Sau đó thì chúng ta mới đến cái vấn đề gọi là đưa dữ liệu vào sau. Thế thì một chương trình nào đó nó cũng sẽ có những cái thứ mà luôn luôn được cầu viện tới, luôn luôn được hỏi tới. Ví dụ như chúng ta làm việc trong Photoshop thì sống chết gì chúng ta cũng luôn luôn hay mở cái cửa sổ F7, cửa sổ layer ra để chúng ta quan sát là cái tài liệu này có bao nhiêu layer. Đấy. Hay là Illustrator thì chúng ta cũng hay mở layer ra, đồng thời còn mở thêm một cái cửa sổ nữa là cái cửa sổ Appearance để chúng xem các thuộc tính liên quan tới cái đối tượng nó như thế nào. Đấy. Thì InDesign này thì cái cửa sổ nào là cửa sổ được làm việc nhiều nhất? Nó là cửa sổ này, cửa sổ Page. Đấy. Vì là tài liệu nhiều trang cho nên cái điều quan tâm nhất đối với người làm việc ở trên InDesign là tôi đang làm việc với tài liệu bao nhiêu trang và tôi đang ở trang nào. Đấy. Thì cửa sổ này là cửa sổ mà gần như lúc nào cũng thường trực mở ra trong quá trình mà chúng ta làm việc. Thế thì trong cửa sổ này bây giờ các bạn nhìn thấy những cái gì? Nó cũng một trang mẫu duy nhất được đánh số 1. Ở trên góc các bạn nhìn thấy có một chữ A, tức là thông báo rằng là cái tài liệu này đang được áp dụng cái master A. Ở phía trên này các bạn nhìn thấy có hai cái trang được gọi là trang mẫu. Một trang thì là năm, là không theo bất cứ một cái quy chuẩn nào cả, không có bất cứ thiết lập nào cả. Và một trang gọi là trang A master. Trang này là trang mẫu cho tất cả các tài liệu, các trang tài liệu mà chúng ta sẽ tạo ra về sau. Và thực ra thì cái quá trình mà chúng ta thiết lập lúc mà làm cái hộp thoại New Document lúc đầu ấy, thực ra là chúng ta đang thiết lập những tham số cho chính cái A master này đây. Sau khi mà chúng ta thiết lập xong thì nó sẽ ghi nhớ tất cả những cái đó, và chúng ta thêm bớt bất cứ một trang nào thì nó cũng theo đúng quy chuẩn đó để nó thêm vào cho chúng ta. Đấy, thì hiện tại chúng ta mở cái này ra chúng ta mới thấy là tài liệu có một trang thôi. Mà tài liệu nhiều trang thì cái yếu tố ban đầu là chúng ta phải quản lý được trang, chúng ta phải thêm được trang, chúng ta phải bớt trang đi, chúng ta có thể dịch chuyển trang từ chỗ nọ sang chỗ kia, chúng ta có thể là xóa trang, chúng ta có thể là nhân bản trang. Đấy là những cái thứ mà chúng ta phải nắm được đã. Thì bây giờ để làm quen với những việc đó thì chúng ta sẽ vào cái phần menu layout và vào lệnh đầu tiên là lệnh page, trong đó chứa tất cả những cái lệnh liên quan tới quản lý và thêm bớt xử lý trang. Thế thì chúng ta có một số lệnh như sau. Đầu tiên là fpage, phím tắt là Ctrl Shift P, sau đó là Insert Page, rồi tiếp nữa là Move Page, Double Click Spritz và Delete Page. Thì đấy là những cái lệnh mà chúng ta cần phải nắm lòng khi mà chúng ta làm việc với lại InDesign, tại vì không có nó thì không thêm bớt, không quản lý được cái trang trong tài liệu. Thế thì thao tác đầu tiên là fpage thì rất là đơn giản.
đó là thêm một trang vào. Và thêm thì thêm theo nghĩa như nào? Bạn đang ở trang nào, bạn đang làm việc ở trang nào thì nó sẽ thêm cho bạn một trang nằm ngay sát sau cái trang mà bạn đang làm việc đó. Đây, chúng ta nhấn lệnh Add Page. Bây giờ tôi sẽ xem và tôi sẽ thấy là tài liệu vừa nãy chỉ có một trang, bây giờ tôi có hai trang. Và các bạn nhìn thấy nó nằm lệch nhau. Lệch nhau vì sao? Quan sát thử cái một quyển sách, đúng không? Trang 1 chúng ta tạo ra chính gọi là trang bìa này, nó là trang này, đúng không? Mở ra đến đây thì bắt đầu không phải là một trang đơn nữa, mà bắt đầu là trang đôi, có trang trái và trang phải, trang chẵn và trang lẻ. Và cái trang số 2 thì nó sẽ nằm ở phía bên trái của cặp trang đôi này, và do đó thì nó nằm lệch so với cái trang 1 mà chúng ta vừa mới nhìn thấy. Nếu bây giờ tôi lại thêm một cái trang nữa, đó, vậy vào layout, vào page, vào add page, thì lúc này chúng ta bắt đầu nhìn thấy là một cặp trang đôi mở ra đây, trang trái đây, trang phải đây. Đây là trang 1 là mặt ngoài của bìa của sách, đúng không? Trang 2 này chính là mặt sau của cái bìa đấy. Trang 3 là bắt đầu là bìa lót, đúng không nào? Và như thế là chúng ta bắt đầu tạo ra được một vài trang ở trong cái quyển tài liệu nhiều trang này. Và chúng ta có thể luôn luôn thấy rõ ràng cái số lượng trang hiện hành ở trong cái tài liệu này. Và các bạn cũng thấy thêm một cái điều là nó luôn luôn có một cái chữ A ở góc. Đấy, là nó thông báo rằng nó chịu cái tác động, chịu cái sắp xếp của cái thằng Master A. Thế thì cái thao tác mà Insert Page này, Add Page này, thì mỗi lúc một lần nó chỉ chèn thêm cho chúng ta một trang thôi. Tức là đang làm mà thiếu chỗ thì tôi chèn thêm một trang. Đấy, rất là đơn giản như vậy thôi. Và chúng ta có hai cách làm: bằng lệnh chính tắt thì là chúng ta vào layout, vào page và chọn Add Page, hoặc là sử dụng phím tắt là Ctrl Shift P. Thế còn nếu các bạn thao tác ở trong cái cửa sổ page này thì chúng ta sẽ bấm vào gì đấy, biểu tượng trang giấy trắng này, thì nó cũng tương đương với cái lệnh là gì đấy, Add Page. Đây, các bạn quan sát tôi làm việc với trang nào thì nó sẽ được tô xám xám thế này, trang nào không làm thì nó trắng, trang nào mà được chọn thì nó sẽ xám như thế này. Và nó phân biệt thêm một chút nữa là ở dưới chân cái số trang mà đang được chọn này này thì nó được đánh dấu và nó làm bold lên, đậm lên. Thế còn các cái trang mà không làm việc thì nó có số ở dưới chân nhưng mà nó không bold, không được đặt vào trong một cái hình vuông nhỏ nhỏ này kia. Và bằng cách là tôi bấm vào cái lệnh Create New Page này thì nó cũng tương ứng với lại cái thao tác là Add Page vừa rồi, là chỉ thêm một trang thôi và luôn luôn là thêm vào sau cái trang mà tôi đang hiện làm việc này. Thế thì một trang thì hơi ít, đúng không? Trong khi một quyển sách thì nó có rất là nhiều trang, hoặc là một tờ báo hoặc một tạp chí nó có rất nhiều trang. Do đó thì đôi lúc cái lệnh Add Page này nó không đáp ứng được. Tôi muốn là thêm luôn, thêm nhiều trang cho đúng với yêu cầu của tôi, thì tôi sẽ làm như sau: Layout, Page, và lúc này chúng ta chọn Insert. Insert thì khác gì với Add Page? Thì đây, hộp thoại mở ra, chúng ta sẽ có mấy vấn đề cần phải lựa chọn. Một là ở trường Page thì nó đặt sẵn cho chúng ta là con số 1, có nghĩa là thêm vào một trang. Tại vì đã thêm thì tối thiểu một trang rồi, không thể thêm không trang được, đúng không? Thế còn thêm 100 trang hay 20 trang hay 15 trang thì do các bạn cần bao nhiêu thì các bạn gõ trực tiếp vào đó. Ví dụ bây giờ tôi thêm 10 trang vào. Ok, gõ 10 trang. Sau đó chúng ta có thêm một số lựa chọn như thế này. Insert. Thì trong phần Insert này thì nó cung cấp cho chúng ta đến 4 lựa chọn cơ. Mặc định thì nó để là After Page. Nhưng mà sổ danh sách ra thì chúng ta có thêm tới 3 lựa chọn khác nữa, là Before Page, Start of Document và At End of Document. Thì nó cho phép chúng ta lựa chọn một trong các tùy chọn này, đó là thêm vào phía sau của cái trang hiện hành, thêm vào phía trước của cái trang hiện hành, hoặc là thêm vào đầu của tài liệu, hoặc thêm vào trang cuối của tài liệu. Đấy, thì nó khác nhau một chút như thế này. Ví dụ các bạn nhìn thấy ở đây, nó còn có thêm một cái trường nữa là nó đang có số 1, là nó đang nhận diện rằng là tôi đang ở trang số mấy.
mặc dù tài liệu này đang có 3 trang nhưng nó vẫn biết được là tôi đang làm việc ở trang số 1 và nó cũng đưa luôn cái nhận biết đấy vào đây. À, ông muốn thêm trang đúng không? Vậy thì ông đang ở trang số 1 mà bây giờ ông có nhu cầu thêm trang thì ông chọn đi, là thêm ra phía sau trang số 1 này hay sang thêm phía trước trang số 1, hay là thêm vào đầu quyển hay thêm vào cuối quyển. Đấy thì chúng ta có rất là nhiều cái lựa chọn như thế. Và sau khi lựa chọn cái chế độ là thêm vào trước hay sau cái trang hiện hành, hay là thêm vào đầu quyển hay cuối quyển, thì lúc đó chúng ta cũng lại xác nhận lại một lần nữa. Mặc dù là nó nhận biết là chúng ta đang ở trang số mấy rồi, nhưng mà thực ra đôi lúc không phải cái trang chúng ta đang ở là cái trang mà chúng ta muốn chèn vào đâu, thì chúng ta cũng phải xác nhận lại có đúng là chèn vào đây hay không. Ví dụ tôi muốn chèn sang trang thứ hai cơ, thì tôi lại gì đây, sổ danh sách này ra và bấm vào chọn trang thứ hai, hoặc là gõ trực tiếp vào đó. Sau khi mà chúng ta chèn vào, chúng ta nhấp vào, thì chúng ta sẽ có được cái số lượng trang chèn vào đúng như thế. Và bây giờ đây, nếu thế thì kiểm chứng lại xem có đúng là cái lệnh chèn nó đúng như mình yêu cầu hay không. Thì bây giờ tạm thời tôi cancel đấy á. Tôi vẽ thử hoặc tôi đặt một cái gì đó vào một cái trang cụ thể. Đây ví dụ như là tôi đặt vào trang 2 nhé. À, trang 3 đi, trang cuối cùng đi. Tôi vẽ thử một cái hình gì vào đấy. Đó. Tốt nhất là tôi tô thử tí màu vào đây. Ok. Bây giờ nếu mà nhìn vào trong trang như này thì tôi sẽ thấy là có 3 trang này. Trong đó trang số 3 có một hình chữ nhật màu đỏ này. Bây giờ trang 2 tôi cho một hình chữ nhật màu vàng đi. Và trang 1 tôi cho một hình chữ nhật là màu xanh này đi. Ví dụ thế, mỗi trang một hình chữ nhật, một màu khác nhau. Bây giờ chúng ta mới xem là chèn vào trước hay sau thì có đúng là theo yêu cầu như thế hay không. Đó. Bây giờ chúng ta quay trở lại lệnh layout page và chúng ta chọn insert page. Bây giờ tôi chèn 10 trang vào sau trang 1, có nghĩa là nó phải nằm trước trang 2, trang 3 đúng không? Ok. Bây giờ chúng ta xem nhé. Đây, trang 1 là có cái hình màu xanh đúng không? Tất cả các trang mới thêm vào không hề có. Và hai trang cuối cùng là vốn là trang 2, trang 3 cũ thì bây giờ bị đẩy về phía sau thành hai trang cuối cùng. Và các trang này đều vẫn đang chứa những cái hình màu vàng hoặc hình màu đỏ tôi vừa thêm vào. Như thế là chèn rất chính xác theo yêu cầu, theo sự lựa chọn của chúng ta. Thế và nếu mà để ý thêm một tí tẹo nữa thì chúng ta cũng còn thấy thêm ngoài những cái trường mà chúng ta vừa đề cập thì nó còn có thêm một cái phần gọi là master. Thì nó có hai cái tùy chọn ở đây là năm và a master. Đấy, thì tương đương với cái này. Đây, nó tương đương với cái phần năm và a master ở đây. Năm có nghĩa là không lựa chọn gì cả, không hàng, không cột, không chia hàng, không chia cột, không chừa lề gì hết. Đấy, rồi sau này muốn làm gì thì hiệu chỉnh sau. Thế còn thằng master thì nó giống hết như là những gì mà chúng ta thiết lập ngay từ ban đầu ấy. Đấy, cách lề phải bao nhiêu, lề trái bao nhiêu, chia bao nhiêu cột ở trong đó thì nó sẽ làm như vậy. Trang mới luôn luôn tuân thủ theo cái quy cách đó nếu chúng ta chọn. Còn sau này chúng ta có thể làm ra tới 5-10 cái master khác, và lúc đó nó sẽ lần lượt là A master, B master, C master, thì nó sẽ ứng với các nhiệm vụ khác sau này. Thế thì nhiệm vụ thứ hai chúng ta vừa mới làm là gì đây? Insert là chèn nhiều trang vào. Tiếp nữa thì move page là dịch chuyển một trang từ chỗ nọ ra chỗ kia. À, cái này thì tương ứng với lại gì nhỉ? Tương ứng với cái việc mà chúng ta làm ở trong báo với tạp chí đây. Đó. Sách thì hiếm có cái chuyện mà mua như thế này. Thế nhưng mà tạp chí hay báo thì thường có những chuyện như thế, là chuyện thường xuyên. Đấy, tôi đã trình bày một cái bài nào đó ở trong một cái trang báo hoặc ở trong một cái trang tạp chí nào đấy rồi, nhưng sau đó thì lại được yêu cầu là bài này phải đưa về trước bài kia, bài này thì lại phải đưa về sau bài kia cơ, thì nó mới đúng cái quy trình, nó đúng với lại cái ý đồ của cái ông chủ quản tờ báo, thư ký tòa, hoặc là của chủ nhiệm báo chẳng hạn. Thì lúc ấy họ sẽ điều tiết, họ sắp xếp bài này thứ nhất, bài kia thứ hai, bài này thứ ba. Lúc đầu tiên cũng có thể lên một cái lịch trình chung, thì chúng ta cũng chỉ biết được là cái bài này nó sẽ nằm ở trong vòng bao nhiêu trang, nằm trọn vẹn một trang, nằm trọn vẹn hai trang, hay là nằm một trang rưỡi hay là gì đó, thì chúng ta sẽ được chỉ dẫn trước là cái bài nó độ dài chiếm khoảng bao nhiêu. Nhưng mà làm xong rồi thì xếp bài nào trước, bài nào sau, thì nó khi mà được yêu cầu dịch chuyển thì chúng ta cũng phải dịch chuyển cái bài đó, và chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh move page này.
khi bấm vào Move Page này thì nó sẽ ra một hộp thoại cho chúng ta. Nó cũng sẽ biết được là chúng ta đang ở chỗ nào. Nó nhận biết được ngay là cái trang mà chúng ta đang dựng lại. Thì ở đây là nó biết được là chúng ta đang dừng ở cái cặp trang 2 và 3. Nếu mà dịch một cặp thì chúng ta để nguyên như thế là xong. Đó. Còn nếu mà chỉ một trang thôi thì chúng ta gõ cái con số cụ thể vào. Đấy. Dịch trang nào thì gõ cái con số cụ thể của trang đó vào. Hoặc các bạn có thể là sổ lên sách ra. Đấy. Chọn một cái dịch cả hay như thế nào vân vân thì nó sẽ có rất là nhiều lựa chọn trong này. Thế còn ở đây chúng ta sẽ có một cái tùy chọn là destination, thì nó cũng tương tự như là insert, có nghĩa là nó cũng hỏi chúng ta là move thằng này về vị trí nào, move về sau cái trang hiện hành hay là trước cái trang hiện hành hay là về đầu quyển hay cuối quyển, thì cái khái niệm nó cũng giống như là cái lúc mà insert thôi. Và nó cũng cho chúng ta là gì đấy, dịch về sau cái trang nào. Đấy. Muốn dịch vào sau trang nào thì trước trang nào thì chúng ta chọn đánh dấu đây. Và ngoài ra thì nó còn có thêm một cái nữa là move to. Thế thì hiện tại đang mở duy nhất một cái thì chúng ta sẽ thấy là nó chỉ có cái tùy chọn là current document thôi, tức là dịch chuyển ở trong cái tài liệu này. Nhưng nếu mà có những tài liệu mở nữa thì nó có thể cho phép chúng ta là dịch một cái trang tài liệu từ cái tài liệu này vứt sang tài liệu kia cơ, nếu như mà nó có những tài liệu cùng mở. Tuy nhiên thì thao tác thực tế thì chúng ta cũng chỉ dịch ở trong một cái một cái tài liệu đang mở thôi, đúng không? Thì chúng ta chỉ cần là chỉ định cho nó. Thế bây giờ chỉ định thì xem cho nó đúng nhá, đúng không? Bây giờ tôi chọn này, nó phải có cái gì phải đó phân biệt. Tất cả các trang trắng cả thì rất khó để nhìn xem là có dịch chuyển đúng hay không. Thì bây giờ tôi chọn là cái trang 1 này đi, là có màu cái hình chữ nhật màu xanh, đúng không? Bây giờ tôi sẽ yêu cầu dịch nó đến đâu đó. Layout Move Page. Và bây giờ tôi sẽ yêu cầu nó dịch tới sau cái trang thứ 12. Ok, nhấp này. Chúng ta sẽ thấy trang 1 bây giờ không có cái gì cả, trắng tinh. Cú áo xuống cuối quyển thì chúng ta sẽ thấy là vừa nãy là cái trang, hai trang cuối, một trang thì chứa hình màu vàng, một trang thì chứa hình màu đỏ. Trang màu vàng nằm bên trái, trang màu đỏ thì nằm bên phải. Bây giờ do cái lệnh yêu cầu move của chúng ta, nó đã dịch từ vị trí trang số 1, nó dịch xuống vị trí trang số 12 và đẩy cái trang số 12 vốn có thành vị trí trang số 11. Và như thế là chúng ta thấy nó dịch cực kỳ chính xác theo yêu cầu của chúng ta. Như vậy là nó dịch trang cộng với lại toàn bộ cái nội dung gì đang chứa trên trang đó tới cái vị trí mới. Thế thì đến đây là chúng ta đã làm chủ thêm được một cái thao tác là dịch chuyển nội dung và vị trí của một trang. Bây giờ chúng ta xem tiếp tới một lệnh nữa là lệnh duplicate spread. Duplicate spread thì nó sẽ nhân bản một cái trang hoặc là một cặp trang hoặc là một cái khu vực trang nào đó mà chúng ta lựa chọn. Thì cái lệnh này thì nó cũng sẽ thay đổi chứ không phải lúc nào nó cũng có tên như thế này. Đấy. Ví dụ như là tôi chọn một cái bây giờ lại chọn tiếp này, chẳng hạn như là tôi chọn cái trang màu vàng là trang 11 nhé. Chọn. Bây giờ chúng ta vào layout của page và chúng ta chọn lệnh duplicate. Thì các bạn sẽ thấy là gì đấy ạ? Trang này được nhân bản. Và nếu nhân bản vào đâu? Bây giờ trang của bạn có 10 trang, quyển của bạn có 10 trang, hay là quyển của bạn có 100 trang hay có 1000 trang, thì cái trang được bạn yêu cầu duplicate nó bao giờ nó cũng được đưa về cái vị trí cuối cùng của quyển. Đấy, bất kể là quyển đấy của bạn dày mỏng bao nhiêu. Đấy, thì nó luôn luôn sẽ đưa về vị trí cuối cùng. Nhân bản một trang thì một trang đó sẽ được đưa về vị trí cuối cùng. Nhân bản 10 trang thì 10 trang đó được nhân bản cũng sẽ đưa về vị trí cuối cùng. Đây ví dụ chúng ta xem. Tôi nhân bản lại yêu cầu nhân bản 3 trang này nhé. Cả 3 trang, mỗi một trang đều có chứa một cái hình để chúng ta phân biệt với lại các cái trang khác. Thế đây, trang vàng, trang xanh và trang đỏ. Hiện tại trang cuối cùng này là trang có màu vàng, đúng không? Bây giờ nếu mà tôi nhân bản này, layout page và duplicate page, lập tức các bạn sẽ thấy là có một cặp trang vàng sát vào với nhau.
đó, còn lại cuối cùng là 20 trang có ô xanh và ô đỏ. Như thế là việc nhân bản có thể nhân bản một trang, có thể nhân bản rất nhiều trang, và luôn luôn sẽ là về vị trí cuối cùng của trang. Thế còn lệnh tiếp theo nữa là lệnh delete page. Delete thì rất là rõ ràng rồi, xóa một trang. Thế thì bây giờ chúng ta xóa trang nào thì chúng ta bấm vào lệnh này, nó sẽ mở ra một hộp thoại cùng tên, trong đó nó sẽ nhận biết ngay lập tức là chúng ta đang chọn ở trang nào, và nó đưa sẵn luôn cái số trang đó vào đây cho chúng ta. Nếu xóa đồng ý thì nhập ok là xong, không cần phải bàn nữa. Nhưng nếu chúng ta có ý kiến khác, xóa một trang trong số những cái này thôi thì các bạn chọn giữ lấy một. Tuy nhiên nó lại còn có thêm mấy cái tùy chọn như thế này nữa. Các bạn sẽ để ý rằng là muốn xóa trang nào thì gõ cái tên trang đấy vào là xong. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta xóa nhiều thì chúng ta có hai cách xóa nhiều. Xóa nhiều ví dụ như là ở đây tôi có thể xóa từ trang 10 chẳng hạn. Tôi điền là 10 cho tới trang bao nhiêu đó, thì trong danh sách đó nó sẽ cho phép chúng ta xóa. Thế nhưng còn có một cách như thế này nữa này, không cần phải điền cụ thể bao nhiêu, các bạn chỉ cần điền cái trang mà các bạn muốn, và nếu các bạn để một cái gạch đằng sau, một gạch nối ngang như thế này, thì bất kể đằng sau cái trang hiện hành, ví dụ tôi để trang 10 này, nó chỉ có 11 trang thôi, hay là nó còn 100 trang phía sau, thì nếu các bạn để cái gạch như thế này thì sau từ trang 10 đổ đi về đến cuối quyển nó sẽ xóa sạch sẽ luôn. Và ngược lại, nếu như tôi để là gạch ngang, đúng không, 10, thì nó sẽ xóa từ trang 10 đổ ngược lên đầu quyển đấy, còn sau trang 10 nó sẽ để lại. Thì chúng ta sẽ có cách xóa như vậy. Và bây giờ tôi xóa thử một cái trang nào đó nhé. Ví dụ cặp trang 14, 15 này, tôi gõ vào đây 14 gạch ngang 15, nhập ok. Xóa ngay không? Không. Nó lại đưa ra một hộp thoại, nó hỏi lại là nếu mà chấp nhận xóa cái trang này thì tất cả các nội dung hiện có ở trang đó cũng bị xóa theo đấy, có xóa hay không, đúng không? Chúng ta phải xác nhận cái chuyện đó, chứ không phải là nó xóa trang đơn thuần là xóa đi một cái số trang nào đó, mà thực tế là khi xóa trang thế này là nó xóa cả dữ liệu đang có ở trên trang nữa. Chứ không phải là xóa cái số trang đi thì cái dữ liệu nó sẽ tự dịch chuyển sang những cái trang còn lại đâu, xóa mất đứt luôn theo trang đấy. Cho nên là nó hiện ra cái lời nhắc. Tất nhiên là ở trong này thì các bạn nhìn thấy có một checkbox có tên là Don't Show Again, cho phép chúng ta là đánh dấu vào để lần sau thì chúng ta yêu cầu xóa thì xóa luôn, đừng hỏi lại nữa, đừng làm mềm, đúng không? Nhưng mà khuyến cáo đối với các bạn là gì đây? Chớ có dở dại làm như thế nhé. Các bạn tắt cái này đi thì sẽ có ngày chết dở đấy. Mặc dù nó hỏi đi hỏi lại, tất nhiên tôi đã ra lệnh xóa thì rõ ràng tôi phải muốn thì tôi mới ra lệnh xóa. Nhưng mà vẫn có những trường hợp mà nó nhiều lúc là nó do sơ sẩy. Đó, tôi có thể bấm lệnh và tôi bấm nhầm vào cái lệnh này. Thế nhưng mà nếu mà đang làm việc mà mãi mãi thì đấy, cứ thấy cái hộp thoại lên là ok, là lúc đấy là chết đấy. Tại vì cái tài liệu của chúng ta là tài liệu nhiều trang, khi mất đứt đi một vài trang nào đó mà mình không để ý, mình cũng không quản được. Rất khác với Photoshop, xóa đi một layer là nhìn thấy là mất đi một cái gì, đúng không? Ở trong Illustrator hoặc là trong các trình khác cũng thế thôi, tự dưng mất đi một cái gì đó, chúng ta cũng tương đối dễ để chúng ta nhìn ra là nó có bị mất hay không. Nhưng mà một cái tài liệu nhiều trang chỉ do có rất nhiều trang và chữ là chính, cho nên là chúng ta không thể để ý được là nó có mất thật hay không, mất nhiều hay mất ít, mất ở chỗ nào. Cho nên là tuyệt đối, mặc dù nó vẫn cho phép chúng ta là checkbox vào đây để mà thôi mày đừng hỏi nữa, tao ra lệnh thì làm luôn đi, nhưng mà chớ có làm như thế. Luôn luôn hãy để cái hộp thoại này cho tôi, để tránh cái chuyện là mình nhầm lẫn một cái mà nó thực hiện ngay, thực thi ngay. Dù sao đi nữa, một sự nhắc nhở này cũng là cái lúc để cho chúng ta nhìn lại xem là mình ra lệnh có đúng hay không đấy, chứ không thì cực kỳ nguy hiểm đấy. Sau đó thì nhấp ok, xác nhận thao tác hoặc là hủy xác nhận, đúng không? Nếu xác nhận thì tất cả trang này cộng với tất cả dữ liệu đang nằm trên đó sẽ bị xóa đi.
thì nó sẽ xóa bỏ. Đây, hai cái trang trang đôi vừa rồi chứa mỗi cái trang là một cái hình chữ nhật màu vàng và đã bị xóa bỏ đi rồi. Và bây giờ thì chúng ta thấy là không còn tồn tại cái trang đó với dữ liệu trên đó nữa. Thế thì đấy là những cái lệnh cơ bản nhất, cực kỳ cơ bản ở trong cái thao tác mà làm việc với trang. Chúng ta phải làm sao làm chủ được cái thao tác là tôi muốn thêm, muốn bớt, tôi muốn dịch chuyển trang, tôi muốn dịch chuyển dữ liệu, tôi muốn nhân bản dữ liệu các thứ, thì phải nắm được đã. Thì lúc đó chúng ta mới nói đến chuyện là đưa dữ liệu vào. Số lượng trang mà không quản được thì chưa thể nói được đến cái vấn đề là đưa tài liệu vào. Thế sau khi mà chúng ta giải quyết xong được cái vấn đề tài liệu rồi thì lại tiếp tục sẽ đến những cái vấn đề gọi là format lại về định dạng trang. Hiện tại bây giờ chúng ta đang để ở kiểu là làm sách, có nghĩa là chỉ một cột thôi. Nhưng nếu bây giờ tôi lại muốn trình bày nhiều cột hơn thì làm như thế nào? Hoặc là tôi muốn chừa lề nhiều hơn hay ít hơn thì làm như thế nào? Đấy. Khoan nói đến cái chuyện gọi là chia nhiều cột, chỉ đơn giản là bây giờ tôi để chừa lề hơi nhiều, tới lúc tôi đổ dữ liệu vào thì tôi thấy rằng là nó có lẽ là với cái bát chữ này hơi bé, chữ trình bày thế này là không đủ chẳng hạn, tôi cần chừa lề ít hơn để chứa cái chỗ chứa chữ nó nhiều hơn chẳng hạn cho nó vừa, thì mình điều chỉnh như thế nào, điều chỉnh trong một trang hay điều chỉnh trong cả quyển, thì lúc đấy chúng ta lại đến tiếp cái vấn đề gọi là format lại, định dạng lại một trang hoặc định dạng lại cả quyển tài liệu. Thế bây giờ các bạn dành một vài phút các bạn kiểm tra, kiểm soát, thử nghiệm lại hết tất cả những gì chúng ta vừa trao đổi nhanh. Sau đó thì không còn gì thắc mắc nữa, chúng ta sẽ nói tiếp tới cái phần định dạng lại trang, định dạng lại cột. Đấy, và sau khi xong cái đó thì chúng ta sẽ bắt đầu cái việc đầu tiên là đưa dữ liệu vào, đưa dữ liệu đầu tiên vào trong cái quyển sách như thế nào, trong cái tài liệu mới như thế nào.